Đó, cái đây là các bạn nó để Jared ha, nó báo trên cái bell tool là Jared nè, để Jared thành công. Giờ mình bấm vô cái Binance, mình load những cái alo, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang cầm cái con iPhone mà nó vô menu bình thường nè, xài bình thường mọi chức năng, mà có điều không có xài được sim ha. Cái này là iPhone 15.7.3. Cái con này mình để bypass Hello rồi nha các bạn. Các bạn nhớ ha, con này là mình để bypass Hello rồi, không có xài sim iPhone 7. Thì giờ mình tiến hành Jared nó, để mình cài những cái tweet đó. Mình tùy biến cái iPhone này ha. Này mình tải về cái Binance Win 10 64 bit, rồi Binance Win 10 32 bit với là cái Ventoy để tạo UB boot nè. Mình tải mấy cái file này về hết. Dùng mấy cái file này mình tạo UB boot để mình Jared nó nha. Rồi giả nén cái Ventoy lên, mình mở cái Ventoy lên. Các bạn nào không xài quen cái Balena, Balena chơi thì cũng được nha. Thì giờ mình mở cái Ventoy lên nè, mình tạo UB boot. Cái này cái Ventoy mình tạo để mình cứ có file ISO là mình chép vô mình bỏ, nó tiện hơn. Thì cần cái UB hoặc là thẻ nhớ thì có cái nào thì mình làm cái đó. Thì mình còn cái thẻ nhớ nó trống nè, cái này chỉ cần 1-2GB là đủ nha. Thẻ nhớ UB 1-2GB à. Rồi mình ghim vô máy tính, nó nhận thẻ nhớ, rồi mình mở cái Ventoy lên. Giờ nén Ventoy, mở Ventoy lên. Rồi mình để tạo UB boot. Rồi chọn đúng ổ nè. Chọn sai ổ là nó format sạch ra. Nhớ chọn đúng ổ UB hay thẻ nhớ nha. Rồi mình coi cái chuẩn, máy mình là chuẩn GBT. Mình chọn GBT. Rồi để coi Windows mình nó là xài chuẩn UEFI nè, ổ cứng GBT ha. Chuẩn UEFI GBT, mình chọn GBT. Rồi bấm Intel. Nó báo là nó sẽ format sạch cái thẻ nhớ ha. Rồi mình ok luôn. Rồi nó nhắc lại nè. Rồi có chắc chắn chưa để nó xóa là bấm Z luôn. Rồi nó chạy. Cái này chạy nhanh hay chậm là tùy thuộc vào cái tốc độ của cái USB hoặc là thẻ nhớ nha. Các bạn đợi xíu cho nó chạy. Thẻ nhớ thì nó đâm hơi lâu, USB thì nó chạy nhanh lắm. Rồi xong nè, mình đã tạo USB boot thành công Ventoy ha. Khi mà mình tạo thành công á, thì cái USB á, là nó hiện chữ Ventoy, chứ ở trong nó không có gì hết á, giống như nó ẩn hay sao á các bạn. Rồi giờ mình copy coi mấy cái file ISO nãy á, hai file nãy á, mình bỏ ở đâu thì mình cứ copy vô. Cái này thì các bạn có file ISO nào, ví dụ chép ra 12.4 hay gì đó là mình cứ bỏ vô rồi mình chạy thôi nha, nó cũng khá là tiện ha. Thì copy hai file ISO nè, rồi mình mở cái USB mới tạo á, bỏ vô. Rồi đầy đủ, mình có file ISO này mình chạy thêm, mình cứ bỏ vô liền vô liền vô là nó sẽ vô USB boot á. Mình mở lên, giờ mình boot vô USB nè. Khởi động lại máy tính thì tùy theo máy tính ha. Máy tính các bạn phím tắt vô boot menu cái gì thì các bạn tham khảo thêm nha. Máy mình là escape nè. Nó sẽ vô menu boot. Rồi mình chọn cái số 3 là cái USB của mình á. Rồi đợi cái Ventoy nó lên. Đó mình chọn nè, 64 bit là chọn AMD 64 bit Win 10. 32 thì chọn ở dưới ha. Rồi chọn dòng số 2. Chế độ mod 2 nè. Rồi enter là Binance nó hiện lên. Rồi đến lúc này thì mình chọn cái số 1 ha, Binance nè, enter. Rồi nó bắt đầu là nó hiện vô cái giao diện của Binance nè. Thì mình switch là mình chuyển, giống như mình chuyển công tắc các bạn. Nếu mà các bạn xài root full đó thì nó sẽ chiếm hết dung lượng khoảng 10GB trên cái ổ cứng cái điện thoại mình nha. Mình xài rootless thôi. Rootless dòng thấp á. Thì mình Jared dòng thấp á, thì mình chọn rootless. Rồi chọn phím cắt á, là để chọn nè. Mình chọn phím cắt để chọn Wi-Fi, các bạn chịu khó xem nha. Chọn VBoot nè các bạn. Bấm phím cắt một cái. Rồi chọn Enter. Rồi bấm vô lại là VV. Lúc nó chọn ở trên là nó báo gì trừ V là ok nè. Bấm Start. Rồi nó đợi cái máy á. Nó đợi cái máy mình nè. Giờ mình ghim cái máy vô là nó sẽ tự động vô recovery ha. Giờ ghim vô cái điện thoại của mình. Rồi mình bấm tin cậy. Ồ, nếu mà nó báo lỗi như vậy á thì các bạn rút ra nha.
À quên quên, nếu mà nó báo như vậy các bạn khỏi rút ra, các bạn dặn nhấn phím tắt là Ctrl C nè, rồi gõ chữ Exit Enter là nó về lại cái menu Blender á, rồi các bạn bấm Enter lại là nó vô bình thường ha. Giống như mình có khi mình ghim cái máy trước á thì tốt nhất các bạn cứ ghim cái máy trước á thì cái mở Blender nó sẽ nhận máy liền đưa vô recovery, rồi mình nhìn cái lệnh trên cái pop up đó nó hướng dẫn á đó. Bây giờ nó kêu vô recovery rồi nè, thì giờ nó kêu vô DFU thì mình bấm Enter vô DFU bình thường thôi. Còn các bạn không quen thì các bạn nhìn theo cái lệnh nó đếm nè, đó bắt đầu nó đếm nè, nó đếm tới dòng thứ ba á thì từ 10 giây nó sẽ xuống 9 giây á là buông phím nguồn giữ volume trừ là nó vô DFU thôi, rồi buông ra vẫn giữ, mình quyền tay mình vẫn vô bình thường, khỏi cần nhìn nó đếm cũng được ha. Rồi bắt đầu nó chạy mấy cái dòng lệnh nè, nó đang dài red đó các bạn, rồi nó đang boost bongo vậy nè đó, nó chạy mấy dòng lệnh xong rồi nó sẽ tự khởi động lên lại là nó vô menu, rồi mình kiểm tra lại coi thử nó dài red chưa ha, rồi mình cài mấy cái switch đó, rồi chế độ boost led gì nè, rồi khởi động thành công các bạn. Rồi vậy là ngon lành quá, vậy là ngon lành quá đó. Nó có Blender rồi nè, nó có icon Blender rồi nè, giờ rất thành công là nó có cái icon Blender ha. Rồi giờ mình khởi động lại Windows, nhấn Ctrl C tiếp, rồi Exit, cái khúc này nó hơi bị che các bạn chịu khó nhìn giùm mình nha, rồi bấm Reboot lại nè, khởi động lại Windows, rồi mình mở cái Build Tool đó, coi thử nó báo dài red chưa ha. Các bạn nhớ là cái con này mình để bypass hello rồi nha, nói chung là nó vẫn dài red cho những cái máy bypass được nha các bạn. Nhiều lúc bypass mà không xài sim á thì xài không nó cũng chán ha. Đó cái đây là các bạn, nó để dài red ha, nó báo trên cái Build Tool là dài red nè, để dài red thành công. Giờ mình bấm vô cái Blender, mình load những cái mình cài cái mấy cái tweet đó để mình xài ha. Mình đợi xíu, mình đợi xíu, cái này là nó vô cái này nó load nó hơi lâu á, mình đợi cho nó load thành công á rồi mình mở lên, rồi red pin đó cái các bạn xong nè, rồi đợi cho nó boot lại một chút, đợi cho nó làm mới xíu ha. Rồi tăng độ sáng lên nè, rồi nó có xi leo các bạn, nó có xi leo rồi, bấm vô xi leo rồi update những cái phần trong xi leo cho nó lên hết đi ha. Rồi bắt đầu mình cài cái cho store rồi các bạn xài, rồi mình tải những cái tweet nào mình thích, rồi nó cập nhật, chờ nó cập nhật lên xong là hoàn thành. Rồi tới lúc này thì nhiều lúc các bạn rành thì các bạn cài Joystore cài cái Joystore hép về trước, rồi mình từ đó mình cài cái Joystore rồi mình tùy biến cái iPhone à. Mình đổi cái giao diện rồi mình làm gì tùy thích, chứ nó để hello mà không nghe gọi thì mình xài YouTube này kia nó cũng chán ha. Rồi mình cài Joystore cho nó. Cái này mấy cái dòng mà A10 á thì nó dài red nó không bị treo bút tin đó, vô này thì các bạn rồi ngon lành ha. Rồi coi như cái con máy này là mình dài red thành công trên những cái máy mà bypass hello nha. Rồi giờ mình tiến hành mình thử một cái con A9 8 gì các bạn, mình có cái con iPhone 5 SE nè. Con này thì vô menu bình thường hoạt động có nghe gọi có sim luôn. Giờ mình tiến hành gia red nó thử bằng cái Blender coi có thành công ha. Rồi tiếp tục mình vô cái USB boot để chạy Blender. Thường thường mấy cái con dòng thấp đây có khi nó treo bong go, rồi mình hướng dẫn các bạn fix luôn ha. Giờ mình ghim vô máy tính trước nè, rồi mình chọn lại như cũ nha, switch chọn rootless nè, rồi chọn option, rồi mình điều hướng lên cái phần VBoot đó, VBoot gì nè, rồi phím cắt thì chọn nó rồi enter thôi. Đó các bạn thấy không, mình đưa vô lại Blender, nếu mà ghim cái điện thoại sớm á thì nó sẽ vô recovery cho mình luôn, vô recovery nè. Giờ nó kêu enter để vô chế độ DFU,
rồi cứ vô bình thường thôi. Còn nếu các bạn không quen thì mình đếm cái dòng thứ ba nó đếm à, dòng thứ 1, 4, dòng thứ 4 chứ. Đó, nó đếm bắt đầu từ 9 giây, 8 giây là buông nguồn giữ hôm là được. Rồi bắt đầu nó vô nè, bắt đầu nó chạy những cái gia câu lệnh. Cái con này thì nó treo ở lúc mà booting nè, booting bongo nó treo ha, nó không có chạy nữa. Thì mình tiếp tục là nhấn cái Ctrl-C, Ctrl-C rồi Exit, Ctrl-C rồi gõ chữ Exit rồi Enter là nó sẽ trở lại cái lệnh menu của Blender ha. Để mình kéo xuống nè, để quay nó hơi bị xa, kéo xuống cho các bạn dễ nhìn nè. Exit đã, nó quay là Blender nè. Mình bấm lại cái giống như mình thực thi cái lệnh nó lại một lần nữa là nó sẽ chạy thành công. Khá là đơn giản ha. Rồi khi nó chạy thành công thì nó có cái icon của Blender đó, thì mình làm như cũ thôi, làm như cái con iPhone 7 hồi nãy thôi. Nói chung là hiện tại Blender mình test á, thì ra red được trên những cái máy Hello hết nha các bạn. Thì các bạn có những cái máy để iPad Hello á, thì mình thích thì mình ra red mình xài ha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.